Ok, sau khi kích hoạt phần mềm thì đây là cái giao diện của phần mềm Auto Marketplace phiên bản Premium, đúng không ạ? Tức là phiên bản mà có chứa cái phần tin nhắn này đây. Thì đây là một cái phần mềm mà Nhất đã sử dụng rồi và đã thêm rất là nhiều cái tài khoản đăng bài ở đây, đúng không ạ? Thì cái công việc của các bạn đơn giản thôi, là các bạn sẽ thêm tiêu đề sản phẩm, rồi mô tả sản phẩm, rồi giá bán, danh mục, rồi tình trạng. Các bạn tiến hành chọn thư mục hình ảnh. Cái phần logo này thì tùy các bạn có thể thêm hoặc là không. Rồi vị trí niêm yết, thẻ tag. Thì cái thẻ tag này các bạn lưu ý nhé, là các bạn điền giống như thế này, đúng không ạ? Tức là không có dấu thăng, mà chúng ta sẽ cách nhau bằng dấu gạch đứng như thế này. Rồi cái phần tài khoản này thì ở cái phiên bản mới update này thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái file TXT lên, tức là file note, đúng không ạ? Đây, file notepage đây. Rồi chúng ta tiến hành mở cái file notepage này. Thì cái công việc của các bạn là tiến hành lấy cookie. Thì cái phần lấy cookie thì Nhất sẽ không hướng dẫn ở video này. Các bạn sẽ tiến hành dán cái cookie này xuống, đúng không ạ? Dán cái cookie vào đây. Các bạn sẽ tiến hành dán cookie vào đây. Rồi mỗi cái cookie thì các bạn lưu ý, nếu các bạn có nhiều tài khoản thì các bạn hãy enter vào xuống dòng, đúng không ạ? Các bạn cứ enter vào xuống dòng. Nếu có nhiều cookie thì các bạn cứ dán vào, xong các bạn enter để xuống dòng và thêm cái cookie tài khoản khác vào. Đấy, rồi các bạn tiến hành lưu lại. Đó, các bạn tiến hành lưu lại, đúng không ạ? Lưu lại. Rồi cái công việc của các bạn là click vào thêm này, đúng không ạ? Và các bạn chọn thôi. Ví dụ ở đây Nhất có cái file cookie này này, chúng ta click vào, chúng ta chọn. Đấy, open lên thì một loạt cái tài khoản đăng bài của chúng ta sẽ được thêm vào. Đấy, còn các phần khác thì giống như là những cái bản hướng dẫn trước mà Nhất đã hướng dẫn các bạn. Đấy, thì đây có 2, 4, 5 nick, đúng không ạ? Nhất đang sử dụng 5 nick. Và cái phần nào các bạn có thể thấy là đăng bài thành công rồi đây này. Đó. Và sẽ có rất là nhiều tài khoản. Đó, rất là nhiều tài khoản ở đây. Chúng ta có thể click vào, đúng không ạ? Có thể click vào để chúng ta xem. Đó, ví dụ cái tài khoản này thì chúng ta xem tin nhắn này. Đó, xem tin nhắn. Chờ nó tải một chút, đúng không ạ? Đấy. Rồi ok. Rồi, trên đây là cái phần tin nhắn khác nữa. Đó, chúng ta lưu ý này là chúng ta sẽ click vào tab này để cho nó load, cho nó nhanh, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta ấn trực tiếp này thì nó sẽ hơi lâu một chút, đúng không ạ? Hơi lâu một chút. Bằng cách chúng ta qua cái tab đăng bài này. Đó, rồi chúng ta sẽ click vào tab tin nhắn thì nó sẽ nhanh hơn một chút, đúng không ạ? Đó. Bởi vì tích hợp cái phần này thì nó sẽ, cái phần tin nhắn này thì nó sẽ hơi nặng một chút, thì chúng ta chịu khó chờ. Đấy, thì chúng ta làm nhắn tin với khách này, đúng không ạ? Rồi có thể thêm hình ảnh, các file định dạng, vân vân. Đó, cái phần mềm của chúng ta nó sẽ như thế này. Nó sẽ rất là tiện để chúng ta có thể check những cái tin nhắn của khách hàng khi mà nhắn tin đến cho chúng ta, đúng không ạ? Đó, các bạn có thể thấy. Đấy, nó sẽ như thế này đây. Đấy, rất là nhiều đây, đúng không ạ? Từng khách hàng thì nó sẽ từ đây xuống. Đó. Các bạn có thể click vào, các bạn check thôi, cũng vô cùng đơn giản, đúng không ạ? Và những cái phần này thì các bạn xem những cái video trước nhá, cái video hướng dẫn trước thì Nhất đã hướng dẫn các bạn rất là kỹ rồi. Các bạn hãy làm đúng theo những cái gì mà Nhất hướng dẫn. Đó, phần tiêu đề sản phẩm thì các bạn ví dụ các bạn viết không dấu, viết có dấu không được, đúng không ạ? Nếu như các bạn viết có dấu không được thì các bạn cũng bật phần mềm Note lên thôi, đúng không ạ? Phần mềm Notepad này các bạn viết xong đó các bạn copy và các bạn dán vào đây, đúng không ạ? Dán vào đây, dán vào đây. Đó, rồi cái phần này thì các bạn định dạng cái tọa độ vị trí này cho nó chính xác. Rồi cái thẻ tag này các bạn cũng không để dấu thăng ở phần trước này. Thực ra là để cũng được, nhưng mà tốt nhất để cho phần mềm nó hoạt động tốt nhất thì các bạn cứ làm đúng như thế này, đúng không ạ? Bản thân nếu mà để dấu thăng thì cũng không sao cả. Tuy nhiên để cho các bạn dễ cho các bạn thì các bạn nên làm như thế này. Và tốt nhất là làm như thế này, đúng không ạ? Rồi cái phần này thì lưu ý nó có một phần khác, không có phần paid. Cái tài khoản vào thì chúng ta có thể thêm, đúng không ạ? Bởi vì cái bản này bản premium. Chính vì vậy chúng ta sẽ sử dụng cho rất là nhiều nick. Thì chúng ta thêm bằng cách là chúng ta tạo một cái file not paid, chúng ta dán vào, đúng không ạ? Nhất sẽ nhắc lại các bạn cái phần này, dán vào đây, dán từng cái cookie vào đây và các bạn lưu lại. Và sau đó các bạn thêm vào bằng cách là click vào thêm. Đó, và chọn cái file mà chúng ta lưu đấy và chúng ta mở open. Như vậy là xong. Vô cùng đơn giản. Thì cái thời gian delay này đối với cái nick mới thì các bạn chú ý là các bạn để lên 300 đến 500 giây để cho phần mềm này làm quen với nick, đúng không ạ? Rồi, số bài đăng này thì lưu ý, đúng không ạ? Cái số bài đăng này thì lưu ý là phải nhỏ hơn hoặc là bằng số hình ảnh sản phẩm. Đó là số lưu ý cho các bạn. Thì khi mà các bạn sử dụng phần mềm, đúng không ạ, thì nó sẽ bởi vì là tích hợp mà, đúng không ạ, tích hợp này nên là nó sẽ loát hơi lâu một chút, nó sẽ có độ trễ, nên thành ra là các bạn chịu khó click ra rồi chờ một chút thì nó sẽ được thôi, không vấn đề gì cả. Đấy, rất là nhiều cái phần mà khách hàng đã nhắn đến này, đó rất là tuyệt vời. Đó là những cái hướng dẫn mà đó là những cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.